Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ác sẽ tỉnh thức không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên, các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến. phê -rô thưa người rằng, Lại Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người. Chú Phán, vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tính khôn ngoan, mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phép phần lúa thóc cho họ phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy thầy bảo thật các con chủ sẽ đặt người đó trong coi tất cả gia sản mình nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái ăn uống say sưa chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ vào giờ nó không biết chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn vì người ta đã ban cho ai nhiều Thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều Và đã giao phó cho ai nhiều Thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ người khen Chúa Thương bạn chị em, chúng ta đang chiêm ngắm những đức tính của thánh cả du Xe được chứa đựng trong tên của ngài và được các tác giả công giáo khám phá ra trong hai tuần qua chúng ta chiêm ngắm hai đức tính qua hai ký tự đầu tiên trong tên của ngài đó là thứ nhất ký tự tri justia justicia có nghĩa là đức công chính và ký tự thứ hai là ký tự o obediencia có nghĩa là đức vâng lời hôm nay con xin mời ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm đức tính thứ ba của thánh cả nơi ký tự s viết tắt của từ spientia có nghĩa là đức khôn ngoan Thương bạn chị em, khi chim ngắm về Đức Khôn Ngoan, trước hết chúng ta thử hỏi coi Đức Khôn Ngoan là gì? Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì Đức Khôn Ngoan là một trong bốn đức tính nhân bản của con người. Đó là Đức Khôn Ngoan đức công bình đức can đảm và đức tiết độ bốn đức tính này sẽ giúp cho con người ta sống hoàn thiện trở nên một con người thật sự trưởng thành về nhân cách hơn và giáo lý hội thánh công giáo định nghĩa đức khôn ngoan như thế này khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân biệt được điều thiện đích thực và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đạt được điều thiện đó qua cái định nghĩa này thì chúng ta có thể thấy để trở thành đức khôn ngoan thì phải hội đủ hai điều này đó là thứ nhất trong mọi hoàn cảnh phải phân định được điều thiện mà mình cần phải đạt tới trong mọi hoàn cảnh cần phải phân định được điều thiện mà mình phải đạt tới và thứ hai là phải biết lựa chọn những cái phương thế để mình đạt được cái điều thiện đó hai điều cần phải hội tụ thì mới có được cái đức khôn ngoan vậy thì chúng ta nhìn vào gương thánh du xe để coi coi ngài sống đức khôn ngoan như thế nào trước hết trong biến cố truyền tin thương bạn chị em lúc đầu với ý nghĩ là mình sẽ rời khỏi đức maria đó là một cái giải pháp tốt nhất đấy là cái ý nghĩ của thánh du xe một cái ý nghĩ cá nhân mà thánh cả cho rằng đó là tốt nhất sẽ rời đức maria một cách âm thầm bởi vì hài nhi mà đức maria ma cưu man không phải là do mình cho nên thánh cả dự định rời bỏ maria một cách âm thầm nhưng mà rồi khi thánh cả biết được thánh ý nhiệm màu của thiên chúa thì thánh cả đã khôn ngoan bỏ đi ý riêng của mình để rồi chọn lựa và đi theo thánh ý của Thiên Chúa, ngay lập tức rước Đức Maria về nhà của mình để chăm sóc để giữ gìn. Rồi khi rước Đức Maria về nhà của mình thương bạn chị em, thánh cả luôn luôn tìm biết thánh ý của Chúa. Và thánh cả đã khôn ngoan tìm kiếm những cái giải pháp tốt nhất để có thể chăm sóc, để có thể giữ gìn Chúa Giêsu và mẹ người một cách vẹn toàn. Cho dù phải đêm hôm khuya khoắt, phải chạy trốn khỏi sự bách hại của Herodê. Cho dù phải tính toán uyển chuyển trước những xáo trộn của cuộc sống và cho dù phải cần lao khó nhọc trong cuộc sống thường ngày thánh cả vẫn luôn luôn khôn ngoan tìm đủ mọi cách tìm mọi phương thế để bảo vệ để chăm sóc chúa giêsu và mẹ người nhờ sống đức khôn ngoan mà thánh cả đã chu toàn sứ mạng mà thiên chúa đã trao phó nhìn ngắm thánh cả sống đức khôn ngoan chúng ta hãy nhìn lại mình coi mình sống đức khôn ngoan như thế nào có sống trọn đức khôn ngoan chưa mỗi người chúng ta chắc rằng ai cũng mong muốn mình sống khôn ngoan và khi người ta khen mình là một người khôn ngoan, chắc rằng chúng ta trong lòng vui sướng lắm. nhưng mà coi chừng coi chừng thưa ông bà hạnh chị em, chúng ta chỉ là khôn ngoan theo kiểu thế gian, chứ chúng ta chưa thật sự sống đức khôn ngoan trong đời sống của mỗi người chúng ta. sống khôn ngoan theo kiểu thế gian là nhắm đến cái ích lợi, của cá nhân mình nhắm đến những cái lợi ích hẹp hồi cá nhân mà thôi cái gì làm cho tôi được nên nhiều về lợi lộc vật chất về công danh sự nghiệp về sức mạnh trần thế thì tôi sẽ cố gắng tìm tòi tôi tìm để cho tôi đó là sự khôn ngoan theo kiểu thế gian còn đức khôn ngoan thương bạn chị em thì lại khác đức khôn ngoan không nhắm đến cá nhân nhiều cho bằng nhắm đến lợi ích của người khác sống đức khôn ngoan làm làm sao mình phải làm sao để đem lại hạnh phúc cho người khác mình phải tìm cách nào để đem lại hạnh phúc mà không chỉ hạnh phúc cho mình Mà hạnh phúc cho người khác nữa Cho dù mình phải chịu hy sinh Cho dù mình gặp phải những khó khăn trắc trở đến đâu đi nữa Có một cái câu chuyện về khôn ngoan như thế này Có một ông vua kia Ông sưu tầm được một trăm cái bình rất quý và ổng chưng ở trong cái tủ Để cho các quan cận thần của mình Có thể chiêm ngắm Một ngày nọ Có một quan đại thần cầm ra Đứng coi thì chưa có đã Cầm ra để mà coi Cầm cái kiểu gì lỡ tay rớt xuống Một cái bình vỡ toan Ông vua tức giận quá cái bình này là cái bình quý mà của vua nữa mà không biết trân trọng để cho nó bể như vậy vua mới ra lệnh cho lính đem đi xử tử cái ông quan này trong khi lính chuẩn bị bắt ông quan này đi thì một ông quan khác chắc là cố tình đi ngang hất cái vai vào cái tủ mà hất mạnh đến độ cái tủ nó ngã làm cho 99 cái bình còn lại trong tủ rớt ra bể sạch. Vua bực lên, cái thằng này nó còn tội dữ hơn nữa, kêu lính đem đi bắt giết, nhưng mà trước khi giết hỏi cho ra mày tại làm sao mà cố ý như vậy vậy? Vị quan đó mới nói: "Dạ thưa nhà vua, một cái bình là một mạng sống con người vậy thì 99 cái bình còn lại sẽ là 99 mạng khác nếu như lỡ tay rơi xuống thì một mạng người sẽ chết cho nên hạ thần chấp nhận làm bể tất cả 99 cái bình một mạng người thôi hơn là để 99 mạng người phải chịu chết Lúc bấy giờ nhà vua mới suy nghĩ lại Ừ đúng ông quan này ông nói đúng Cho nên đã tha cho cả hai người Thương bạn chị em Vị quan thứ hai đã khôn ngoan tìm giải pháp Một giải pháp rất nguy hiểm cho bản thân mình Nhưng rồi đem lại sự an bình cho những vị quan khác đem lại mạng sống cho một vị quan sắp phải chịu chết và đem lại sự sáng suốt cho nhà vua một sự khôn ngoan của vị vua vị quan đã có thể giúp được cho nhiều người thương bạn chị em thánh cả du xe đã sống đức khôn ngoan trong cuộc sống của mình cho nên đã đem lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà đem lại hạnh phúc cho Chúa Giêsu và cho mẹ của người nữa. Chúng ta nhìn ngắm thánh cả du xe để chúng ta bắt chước học hỏi nôi gương thánh cả sống đức khôn ngoan. Sống đức khôn ngoan là không tìm những cái gì đem lại lợi ích cho mình mà sống đức khôn ngoan là tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà cho mọi người xin cho mỗi người chúng ta nhờ sự giúp đỡ của thánh cả du xe cho chúng ta biết sống đức khôn ngoan để làm theo thánh ý chúa và nhất là để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người amen